Thưa quý vị, còn chưa đầy một tuần nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 của thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra. Trong bối cảnh COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ngành giáo dục thành phố đã chuẩn bị nhiều kế hoạch để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối. Những ngày này, các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã dừng việc ôn tập trực tuyến cho học sinh lớp 9, phổ biến cặn kẽ đến học sinh về thời gian, quy chế thi. Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có đặc điểm thi đang chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất theo hướng dẫn để phục vụ kỳ thi an toàn, hiệu quả. Đối với việc ôn tập thì nhà trường cũng đã hỗ trợ các em ôn tập trong suốt thời gian vừa qua, ôn tập trực tuyến. Và dự kiến thì nhà trường cũng đã thực hiện đúng cái lịch công tác của Sở Giáo dục là cũng sẽ phát thẻ dự thi cho các em và thông báo nội những cái nội quy định để các em chuẩn bị tư tưởng, tâm thế để mà chúng bước vào cái kỳ thi tuyển sinh 10 đạt kết quả cao. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, thành phố Đà Nẵng có 32 điểm thi, 31 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng với 568 phòng thi. Ngoài thí sinh dự thi, có hơn 300 người làm nhiệm vụ bảo vệ, phục vụ công an, y tế tại các điểm thi, hơn 2.720 người làm công tác thi. Ngành giáo dục thành phố đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho kỳ thi, chú trọng hoàn thành mục tiêu kép, an toàn và chất lượng. Sở Giáo dục Đào tạo sẽ phối hợp với các sở ban ngành, các hội đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các quận huyện để tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đảm bảo theo đúng quy định hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo để cho chúng ta có một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Toàn bộ thí sinh và lực lượng làm công tác thi sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông diễn ra 3 ngày. Việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ được tổ chức tại các điểm thi cho toàn bộ thí sinh vào sáng ngày 13 tháng 6 và trước đó 1 ngày. Lực lượng cán bộ làm công tác thi cũng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi có kết quả xét nghiệm an toàn, các buổi thi sẽ được tổ chức vào các ngày 15 đến ngày 17 tháng 6.